Dự án đường ống nước sông Đà sẽ phải tạm dừng việc thanh tra để tạo điều kiện cho công tác điều tra của Bộ Công an. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi có kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Trước đó, vào ngày 25 tháng 7, Tổng Thanh tra Chính phủ đã có quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng dự án hệ thống cấp nước sông Đà do Vinaconex làm chủ đầu tư sau 9 lần bị vỡ trong một thời gian ngắn. Đến ngày 29 tháng 7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi trao đổi với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ lấy nội dung liên quan của vụ án cơ bản trùng lặp nội dung với dự kiến thanh tra để tránh chồng chéo, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị tạm dừng thanh tra dự án đường nước sông Đà. Dự án này do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, được đưa vào hoạt động từ năm 2008, có công suất 300.000 mét khối nước một ngày đêm. Trong 6 năm hoạt động, đường ống nước đã 9 lần vỡ hoặc gặp sự cố, ảnh hưởng đến 70.000 hộ dân ở thủ đô. Vài tháng gần đây, mật độ sự cố ngày càng nhiều.